Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xâm nhập mặn lớn nhất vào mùa khô năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long là vào cuối tháng 2 cho đến tháng 3. Đây là dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động tích trữ nước ngay khi có thể, hạn chế sử dụng nước nửa cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Chế tiếp tục kéo dài thì khả năng mặn xâm nhập sớm và sâu từ nửa cuối tháng 2 và kéo dài sang tháng 3 là rất cao. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo mặn bất thường, hạn hán, thiếu nước có thể xảy ra ở các vùng chưa có hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát mặn. Đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động tích trữ nước ngay khi có thể, hạn chế sử dụng nước nửa cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng cường các giải pháp để ứng phó với xâm nhập mặn bất thường, gia tăng do giảm lượng xả từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Mekong trong khoảng từ ngày 16 tháng 2 năm 2023 đến nửa đầu tháng 3 năm 2023. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương thực hiện trữ nước trong hệ thống kênh rạch, hồ, ao, phân tán. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn thực hiện vận hành công trình thủy lợi hợp lý để lấy nước, bảo đảm trữ đủ lượng nước ngọt sử dụng trong thời gian xâm nhập mặn gia tăng và cả trong mùa khô. Đặc biệt lưu ý, bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu nguồn nước cho sinh hoạt và cây ăn trái. Quan tâm chăm sóc rừng mới trồng và tra dặm lại cây rừng bị chết để đảm bảo rừng trồng lại đạt tỷ lệ sống cao. Đây là yêu cầu của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau khi kiểm tra công tác trồng rừng và khai thác rừng tại đơn vị Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Giang. Năm 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Giang trồng 118 hectare rừng, trong đó trồng mới 16 hectare, đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức khai thác rừng theo phương án quản lý rừng bền vững, được 108 hectare. Công tác quản lý bảo vệ rừng tại các khu vực còn lại được đơn vị tổ chức chặt chẽ. Số vụ vi phạm pháp luật về rừng giảm so với những năm trước. Những khu vực nào khai thác xong trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức trồng lại. Hiện rừng mới trồng đang phát triển. Qua khảo sát, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau lưu ý đơn vị khi khai thác rừng cần tận dụng thu gom hết cây củi nhỏ để tránh lãng phí tài nguyên, giảm bớt công lao động khi dọn mặt bằng trồng lại rừng. Khi tổ chức trồng lại rừng thì mặt bằng phải đảm bảo tra dặm lại cây chết ở diện tích rừng mới trồng trong năm 2022 nhằm đảm bảo tỷ lệ cây sống thành rừng. Cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Năm 2023, khẩn trương tổ chức điều tra xây dựng phương án trồng rừng, khai thác rừng theo đúng tỷ lệ và đúng phương án quản lý rừng bền vững của đơn vị đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Sau Tết Nguyên đán, giá tôm sú trên địa bàn huyện Ngọc Hiển vẫn duy trì ở mức cao. Hiện giá tôm sú tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một ký. Theo đó, tôm sú loại 20 con một ký có giá dao động từ 285.000 đồng đến 290.000 đồng một ký. Loại 15 con một ký có giá 350.000 đồng một ký. Các hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tiếp tục duy trì mô hình nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm quảng canh cải tiến dưới diện tích mặt nước trên 23.000 hectare. Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm sú. Đối với tôm sú sinh thái, được các công ty chế biến thủy sản thu mua với giá ổn định và được bao tiêu sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, nghề phơi cá cơm ở khu vực cửa biển Đá Bạc thuộc ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời đã có từ khoảng 20 năm nay và đang giải quyết việc làm cho hàng chục lao động. Công việc dễ làm cho thu nhập khá, sản phẩm được thị trường ưa chuộng, tuy nhiên những người làm nghề đang gặp khó khăn. Công việc chế biến cá cơm khô khá đơn giản, hoàn toàn thủ công. Để tạo ra cá cơm khô thành phẩm, cần phải trải qua các công đoạn như ướp cá qua nước đá cho săn lại, đưa vào nước sôi, có pha ít muối, rồi đem phơi nắng. Sau đó, phân loại cá, rồi đóng hộp, bảo quản trong kho lạnh. Người dân ở đây cho biết cứ 3,5 kg cá cơm tươi sau khoảng 3 giờ phơi nắng tốt sẽ cho ra 1 kg cá cơm khô thành phẩm. Cá cơm tươi hiện nay có giá không ổn định. Những khi trời nắng thì giá cao, nhưng khi trời mưa thì giá rất rẻ, có khi rớt khoảng 50% giá, chỉ còn 15.000 đồng một ký. Tuy nhiên, khi được phơi khô thì bán với giá cao hơn, từ 190.000 đồng đến 200.000 đồng một ký. Nếu gặp ngày nắng tốt, cá được phơi đúng chuẩn. Hiện ở cửa biển Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời, có 2-3 cơ sở làm nghề này, thu hút lao động ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó phần lớn là lao động nữ. Bà con ở đây là đa số sống về cái nghề này.
nghề ruốc với cá cơm. Đó thì nói chung là ở đây chỉ sống cái hai cái nghề này thôi. Còn riêng giữa tôi thì tạo công việc làm cho khoảng trên 30 phụ nữ. Nhưng hôm nay thì hàng nó ít, thì có một số chị em thôi chứ công nhân làm ở đây thì khoảng 30 đứa, 30 phụ nữ. Sản phẩm cá cơm khô được các đầu mối từ Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh thu mua, sau đó đóng gói xuất khẩu đi nước ngoài. Sản lượng cá cơm khô xuất khẩu liên tục tăng qua các năm. Tuy nhiên, ngoài phụ thuộc vào thời tiết, thì nguồn nguyên liệu có được từ hoạt động khai thác gần bờ nên chưa được cấp phép. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu chỉ tập trung khoảng 3 tháng mỗi năm, hiện nay đang vào mùa cao điểm. Thời điểm này, có gần 100 phương tiện đánh bắt cá cơm, ngày trúng thì được từ 300 đến 400 kg, trừ chi phí chủ phương tiện còn lời khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng. Năm 2020, chỗ Ủy ban tỉnh có chủ trương là cũng cấp sổ tạm cho các phương tiện này ra hoạt động để mình quản lý. Thứ nhất là quản lý về việc hoạt động của bà con dân, thứ hai là về bảo vệ tính mạng tài sản của bà con. Khi mà ra biển thì gặp thời tiết xấu thì mình có kịp thời để cứu hộ cứu nạn. Nhưng mà tới hiện tại giờ thì cũng chưa có chủ trương mới, thì bà con thì cái nghề này thì bà con đi liền nghề truyền thống, đi liền cái cuộc sống hàng ngày của bà con, thì cũng mong là có cái phương hướng chủ trương cũng tạo điều kiện cho bà con hoạt động. Nghề chế biến cá cơm khô xuất khẩu đang giải quyết được công ăn việc làm, tăng thu nhập đáng kể cho nhiều lao động ở cửa biển Đá Bạc, có thể đánh giá chất lượng hiệu quả để xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển làng nghề truyền thống tại nơi đây. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông Cà Mau, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đông Tây tỉnh Cà Mau và cầu qua sông Cái Nai có tiến độ thực hiện năm 2017 đến năm 2022. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường vẫn chưa hoàn thành. Mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đông Tây, đoạn từ quốc lộ 1 đến cửa biển Gành Hào và cầu qua sông Cái Nai, khu kinh tế Nam Căn, đúng theo quy hoạch giao thông vận tải của tỉnh và quy hoạch chung của khu kinh tế Nam Căn nhằm hoàn thiện trục giao thông đường bộ Đông Tây tỉnh Cà Mau, qua đó kết nối thông suốt giữa các huyện Trần Văn Thời, Cái Nước và Đầm Dơi với quốc lộ 1, đồng thời kết nối với đường giao thông trục chính và trung tâm huyện Nam Căn. Bây giờ thì thấy nó khỏe khoắn lắm, xe cộ, đồ, xe bốn bánh cũng tới nhà mình, đi đây đi đó nó khỏe dữ lắm. Mơ ước coi như là hiện giờ là nó thành hiện thực rồi. Mà hiện nay thì được cái con lộ này thì bà con cũng rất mừng. Tại vì đi đứng nó thuận lợi, buôn bán gì kia cũng thuận lợi hơn. Chỉ còn phần đất đai, nói chung ra hồi đó đất đai hồi đó một công. Bây giờ hiện thông có một cây rưỡi. Bây giờ là so tính bán, dân bán ra thì một công một mét, tính 5 mét bây giờ là khoảng là 50 triệu. Tuyến đường trục Đông Tây còn đảm bảo đấu nối thông suốt các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh, kết nối hệ thống giao thông khu vực dự án vào các tuyến đường ven biển, hệ thống đường bộ quốc gia, đối ngoại với các tỉnh và các khu vực lân cận. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội và tăng cường củng cố quốc phòng an ninh khu vực. Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm, tuyến đường vẫn chưa hoàn thành, các hạng mục công trình đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, đặc biệt là đối với các cây cầu trên tuyến. Con lộ này cũng mong sao cho nhà nước làm sao cho nó mau lẹ nhanh chóng cho là dân chúng rồi đi tới đi lui, rồi đất cát ở đây nó cũng có giá nữa, dễ làm ăn lắm. Bên cạnh đó thì bây giờ hiện nay đang làm lộ, mà cái công trình hiện nay thì đang làm nó chưa lâu quá. Cũng kiến nghị về trên làm sao cho nó nhanh tiến độ để cho bà con được thuận lợi đi đứng cho dễ dàng hơn. Đây là công trình giao thông có phần đường kết cấu cấp 2, phần cầu cấp 3, cấp 4. Tổng mức đầu tư hơn 1.497 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017-2020, cùng với vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thưa quý vị và các bạn, mỗi đảng viên tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày để đóng góp nguồn quỹ giúp đỡ những đảng viên khó khăn về nhà ở. Cách làm này trong 5 năm qua của huyện ủy Phú Tân đã phát huy được hiệu quả và tiếp tục được triển khai thực hiện trong năm 2023 này. Qua gần 5 năm phát động, cuộc vận động gây quỹ hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, cất mới nhà ở, đến nay huyện Phú Tân đã gây quỹ được hơn 3 tỷ đồng.
hỗ trợ 63 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn cất mới hỗ trợ 50 triệu đồng, sửa chữa hỗ trợ 30 triệu đồng. Năm 2023, huyện tiếp tục rà soát nguồn quỹ tồn động để tiến hành khảo sát và tiếp tục hỗ trợ cho những trường hợp đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo đề nghị của các tổ chức cơ sở đảng trong huyện. Đây là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, giúp đảng viên vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó hơn với tổ chức cơ sở đảng, phát huy tốt vai trò gương mẫu của đảng viên trong công tác và đời sống. Hôm qua, Ban Liên lạc Đồng hương Cà Mau Bạc Liêu tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện U Minh tổ chức lễ khánh thành hai cây cầu giao thông nông thôn và trao 60 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Cây cầu thứ nhất có tên Đồng hương 128 bắc qua kinh sáng Bình Minh ở ấp 3 xã Khánh An, có chiều dài 34m, mặt cầu rộng 3m, tải trọng 2,5 tấn, kinh phí xây dựng 400 triệu đồng. Do Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh vận động ông Đỗ Thanh Danh ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 300 triệu đồng và ông Ngô Quốc Tuấn, Đồng hương Cà Mau hỗ trợ 100 triệu đồng. Cây cầu thứ hai có tên Đồng hương 129 được bắc qua kinh thủy lợi thuộc ấp 1 xã Khánh An, có chiều dài 30m, mặt cầu rộng 4,5 m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí xây dựng 775 triệu đồng. Trong đó, gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lữ Minh Châu đóng góp 715 triệu đồng, Ban Liên lạc Đồng hương hỗ trợ 60 triệu đồng. Dịp này, Ban Liên lạc Đồng hương Cà Mau Bạc Liêu tại thành phố Hồ Chí Minh trao 60 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 60 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Khánh An do gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lữ Minh Châu và ông Đỗ Thanh Danh hỗ trợ. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 4.500 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký khoảng 68.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Thực hiện luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian qua tỉnh Cà Mau đã tích cực thực hiện các chính sách giải pháp cụ thể nhằm đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp. Tỉnh Cà Mau đã đầu tư hàng tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo về chuyên môn theo nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra còn hỗ trợ tư vấn đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật để doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Thực hiện công khai minh bạch quy hoạch, xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án mời gọi đầu tư theo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. Tỉnh Cà Mau luôn nỗ lực hết mình để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp nghiên cứu đề xuất triển khai các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh có điều kiện để vượt qua những khó khăn của tình hình kinh tế và những tác động xấu. Đội ngũ tư vấn viên là 30 luật sư thuộc 9 văn phòng luật sư, 139 cán bộ công chức thuộc 19 sở ngành tỉnh và chính quyền thành phố tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022 thì tỉnh cũng đã chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để các doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm đầy đủ hơn các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Tư pháp cũng đã cập nhật và công khai danh sách tư vấn viên pháp luật và cán bộ đầu mối làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để khi doanh nghiệp cần thì liên hệ đúng địa chỉ để được tư vấn hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó thì các ngành chức năng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động là đối thoại trực tiếp và triển khai các chính sách pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa với các nội dung như là triển khai chính sách pháp luật về thuế và triển khai hóa đơn điện tử, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, rồi về bảo vệ quyền sở hữu công nghệ, chính sách pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, v.v. Thực tế cho thấy hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh Cà Mau còn hạn chế trong nắm bắt thông tin pháp lý, kiến thức pháp lý phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, với các cơ quan chức năng hiện đang vướng vì chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn cán bộ công chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Hiện nay các sở ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện phân công cán bộ pháp chế, thanh tra, tư pháp kiêm nhiệm làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 18 tháng 1 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh với 4 nội dung chính, gồm tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh, tập huấn giới thiệu pháp luật về hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong năm 2023, ngoài tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì tỉnh cũng sẽ mở rộng là hỗ trợ cho đối tượng là tổ hợp tác và hợp tác xã về các pháp luật có liên quan đến sản xuất kinh doanh, nhằm để cho các đối tượng này phát triển trong thời gian tới gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu rõ cần chủ động thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý, tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng hệ thống văn bản pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đóng góp ý kiến tham gia xây dựng pháp luật, tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động thực thi pháp luật và giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh lành mạnh. Những nội dung mà kế hoạch năm 2023 đề ra trong hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cần phải thực hiện thường xuyên liên tục và phải đảm bảo tính đồng bộ. Trong đó thì chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để cho các doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng đối với hệ thống pháp luật. Trong đó là những văn bản quy định mới về liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hạn chế những cái việc mà doanh nghiệp thì không tiếp cận được cái những thông tin pháp luật có liên quan trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều quan trọng hơn nữa là các doanh nghiệp phải tự trang bị cho mình kiến thức pháp luật có liên quan đến sản xuất kinh doanh để phòng chống những rủi ro về mặt pháp lý và trong quá trình sản xuất kinh doanh để thuận lợi và hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật của nhà nước. Thời gian tới, bằng nhiều hình thức, các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh và chính xác về các chính sách pháp luật có liên quan, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong sản xuất kinh doanh, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, đảm bảo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.